Bài thơ Hương mùa thu đã về, tác giả Dòng sông Lam, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc chị Sơ Hương về với đồng bào trong niềm vui vỡ òa của Giang cư mận làng Facebook vào buổi gần trưa. Ngày 16 tháng 8 năm 2021. Chúc quý vị và các bạn vui vẻ. Hoan hô thu đã trở về, hương mùi gió thoảng cánh đồng quê tôi, mái tóc hạt dẻ ngang vai, áo cam lộng lẫy lá vàng chớm thu, làng phây ai nẫy bùi ngùi, rơm rớm nước mắt ôm thu vào lòng. Bà con có mặt trên đồng, cười tươi đón nhận hương nồng nàn hơn. Thu xưa hương đã đi đâu, bặt vô âm tín bay màu tích xanh. Làng Úc, làng Mỹ, làng Hàn, xa xôi Nhật Bản muôn vàn nhớ nhung. Nay về làng đã vui lên, tiếng cười rộn rã chào mừng thu hương. Kể chuyện rõ với bà con, nguyên nhân mất tích ma sơ một thời, kẻ xấu nó đánh tả tơi, bay ngàn vạn dặm không còn màu xanh. Cái thời hai nửa phân tranh, thánh thời cụ ít nó điên nhất làng, Giang mận cũng phải bàng hoàng. Thu mà lép vế hương tàn theo mây, bây giờ hương đã về đây, vẫn còn nguyên vẹn như ngày chia xa. Ngẫm lời Chúa dạy vị tha, không còn thù hận hương tha cho người. Ai giờ cũng mệt mỏi rồi, ra ma trận chiến chống hồi rút quân, le ve một số lính tàn, bước đi nặng trĩu hô hào rút gươm. Chiến thắng nghiêng hẳn về hương, tích xanh lấy lại khải hoàn hiên ngang. Bây giờ một tụi cắn quàng, núp lùm thi thoảng choảng nhau sưng đầu. C4 tướng lĩnh âu sầu, chửi cho sập mặt thằng nào không ưa. Tuyên bố hùng hồn rõ to, đứa nào chống đối tao là ba que. Hề lì ở đó một phe, cũng im thin thít lắng nghe sự đời, chờ lúc bão tạnh mưa thôi. Ngai vàng ta lại cứ ngồi kệ bay, đời chửi tao cứ bịt tai, nhắm mắt giấc ngủ sớm mai lại huề. Yêu tiêu bảo kiếm bên người, vẫn còn nguyên vẹn chưa hề mất đi, điểm lại mấy nét vậy thôi. Nghỉ ngơi hương lại thu hồi bằng xong, xua mây trời lại sáng trong. Bóng đêm không thể thượng phong bao trùm, cao nhân về núi Ba Vì, luyện thêm bảo kiếm một khi cần dùng. Ma sơ bản chất anh hùng, nhận lấy kiếm sắc thanh chừng no ten, cần lao nhất tề đứng lên. Thanh đồng hưởng ứng hộ trì từ xa, nhân dân cùng với quốc gia, gợn sạch văn hóa nước nhà từ đây. Mong mọi người nhấn nút đăng ký ủng hộ, động viên kênh. Trân trọng cảm ơn.